những dấu hiệu thời mạc Pháp. 40 người. 50 sư phụ còn. 50. Người nào ngồi ở đây mình đếm thôi. 50. Lục Phật là 3 người là mới nói chuyện đó. 50 là dư quá. Như Phật Di Lặc ngài nói, Đức Thầy ngài nói, khi nào đủ hai thì con làm sao á, không biết con dùng cái tài của con làm kiểu nào không biết. Con nói kiểu nào không biết, miễn sao đủ 20 triệu người ta mới xuất hiện. Bây giờ dư hơn 20 triệu rồi. Vậy thì coi như là bữa hổm ở trên là mấy vị nó ok, nhiệm vụ về đạo là con đã coi như tạm ổn, tạm hoàn thành rồi. Còn giờ chờ khi nào mà búa liềm sang trang nữa là phần còn lại. Nó bắt đầu đi xây trường đại học Thiên Tâm rồi Đức Thầy xuất hiện thì ổng sẽ dạy cho mọi người. Ở trong kinh Tam Đại Tạng Kinh của Phật Thích Ca nói á, vào thời mạt Pháp của chúng ta, tức là mạt Pháp này là 2000 năm. Phật Thích Ca cũng có kinh Phật Diệt Tận đó, ngài nói thời mạt Pháp thiên ma nó hăm dọa Phật lúc thành đạo không được, thì nói thời nay con cháu nó mặc áo vàng ai cũng biết chuyện đó là đúng không, quậy nát cái đầu Phật. Cho nên giờ ở nước Việt mình là tăng ni nhiều nhất thế giới luôn á, mà dạy con chút xíu người dạy không xong, thì mình thấy rõ rồi đó. Ông nào ông nấy là toàn là ảnh baby, làm cái hình tượng giống như là ta đây là từ bi lắm vậy đó, nhưng mà bên trong mà thôi á, dao búa gậy gọc, dư luận viên marketing, mỗi ngày đi kiếm chuyện mấy cái kênh của mấy đệ tử của kia ở Việt Nam á, họ kiếm chuyện. Rồi trong Tam Đại Tạng Kinh á, Phật Thích Ca cũng có nói, ở vào thời mạt Pháp chúng ta, hồi xưa Phật nói á, là ở vào sẽ có một cái thời đại, tất cả kinh điển của Phật nói Tam Đại Tạng Kinh là cỡ như 3 cái nhà chứa không hết, 3 cái nhà lầu luôn á. Mà Phật nói là thời đó là cuối cùng nó sẽ chỉ có bằng mũi kim thôi, nó sẽ dồn vô đầu mũi kim. Thì giờ cũng là thiệt rồi, là xảy ra luôn. Thì là vô cái con chip á, chip nhỏ bây giờ á, là đúng. Rồi sau đó cái Phật nói sẽ có một ngày á là chúng sẽ đem ma quỷ đến ca hát trước cổng chùa để trang mấy từng lễ Phật đản đó, chùa dưới này nè, trời ơi, nó ca ngay chánh điện luôn, là có luôn phải không. Rồi Phật cũng có nói là vào thời mạt Pháp áo màu vàng mà kiểu mà Phật cũ á, rách rồi, họ không mặc, họ thích mặc đồ loáng liếu nữa không. Thì đó giờ mấy ông thầy mặc vậy đó, cũng trúng luôn. Rồi cái Phật Thích Ca nói vào thời mạt Pháp đừng có theo màu sắc và âm thanh, mà giờ chùa nào chùa lớn tượng to không à, là tối ngày á, là đảng cộng sản cứ huấn luyện mấy thằng nào nói chuyện giỏi sorry mấy thầy nào hòa thượng nào nói chuyện giỏi, kêu mặc áo vàng mình kêu bằng thầy giỏi đồ á, lên cứ nói theo bên kia chỉ thị, nói kiểu nào để mà ru ngủ ầu ơ thôi à, chứ không có cho tỉnh, cứ ầu ơ vậy mà cũng có ăn đóng ầu được ru ngủ, rồi là mình gọi cầu gặp cũng đúng. Cái đúng cuối cùng là trong Tam Đại Tạng Kinh Phật Thích Ca nói vào thời mạt Pháp chúng ta, tuổi thọ của nhân loại sẽ giảm, thì lúc đó Phật Di Lặc sẽ tái lâm, sẽ xuất hiện. Mà kinh điển nói cũng như bài toán đố, Di Lặc xuất hiện là rất là quan trọng. Còn bên mấy ông thầy hiện giờ nói là 9-10 nghìn năm sau, hiện bây giờ cái nước Việt cái chút bẻo thôi mấy ông thầy đã làm nát hết rồi, Phật giáo bây giờ đâu có còn giống như thời xưa nữa. Tài danh sắc thực thì mấy ông đâu có giữ nổi, cái đầu tiên thôi là mấy ông rớt rồi. Rồi Phật còn nói ở vào thời mạt Pháp, người nào là làm lợi
độ được nhiều chúng sanh thì người đó là đệ tử của ta. Còn người nào mà giàu cho có mặc áo vàng mà làm hư cái pháp của Phật, đó là con cháu của ma quỷ. Rồi trong kinh Đại Năng Tinh kinh á, Phật cũng có nói vào thời mạt pháp sẽ có một người không có mặc đồ vàng, không có nằm trong ngũ đại tôn giáo, người đó là đệ tử của ta. Ngồi đây, cái quan trọng là thời đó Phật Thích Ca có nói là cái tuổi thọ con người giảm xuống, mà cái lâu nay phụ đi đi nói chuyện với mấy ông thầy, mấy ông nói tuổi thọ người ta cũng đâu giảm, tại mấy ông nói theo cái ý mấy ông. Vậy chứ những đứa con nít 5 tuổi, 3 tuổi, 7 tuổi hay là đang mạnh thằng sẵn không có bệnh gì, đột xuất bị Covid, đột xuất đột tử chết, cái đó không giảm tuổi thọ là gì? Chứ đâu phải như là chờ tới loài người của mình là xưa giờ căn bản là 80 tuổi, 100 tuổi nha. Nhưng mà trong kinh Phật nói giảm tuổi thọ có nghĩa là nó đang mạnh sang chẳng, đứa nít mà dính Covid 5 tuổi nó cũng chết vậy. Đúng không? Rồi đồng thời những đứa nít bây giờ 5-6 tuổi thôi mà nó giỏi điện tử còn hơn là mình nữa. Nó biết hết mấy cái chuyện của người lớn luôn nữa đó. Ở trong trường bây giờ nó còn dạy mấy cái đó thì là coi như là chúng phúc luôn rồi. Tam Đại Tạng Kinh nói là chúng, ý mình nói gom là chỗ này Phật Di Lạc sẽ xuất hiện thiệt. Kiệt là Di Lạc số 2, quý vị muốn kêu kiểu nào cũng được. Mấy vị nói là con lập ra cái đạo Thiên Tâm thì con là Di Lạc 2, truyền thừa của Di Lạc. Người đời muốn gọi con kiểu nào cũng được, Thiên Tấn Kiệt cũng được, hay là Di Lạc Kiệt cũng được, hay là kiểu gì cũng được. Nhưng mà Di Lạc cứ thiệt là không là một người khác, là Phật Di Lạc thiệt. Thì chỉ là đệ tử thôi, mà là đệ tử thiệt. Cho nên ở trong cái certificate, hồi bữa mấy vị kêu để mà nhận diện ra ai là con ma con quỷ đó, thì mình là đã ở trong đó là số 2. Sau này Phật Di Lạc số 1 xuất hiện. Tại cái hệ thống của Di Lạc sau này là an cư lạc nghiệp vui ca đó, quan ca cuộc đời trong bài Kính Thiên mẹ nói đó. Thì số 1 chưa xuất hiện. Thường giống như chơi football hay đá banh hay là ca sĩ, toàn là ca sĩ dởm ca trước không, ca sĩ thiệt thì chót mới xuất hiện đúng không. Mình là thuộc về dởm, mình xuất hiện trước. Giỡn với Phật thôi, chứ xịn với 8 tỷ người á, mình là lạ nhất mà, khỉ bảy màu thì phải lạ rồi. Tại vì mình có 7 vòng hào quang, không mấy ông thầy á, một vòng á, mà đen thui à,